Chào các bạn, trên tay mình đang là cái điện thoại Sony Xperia XZ. Z tức là những máy cao cấp và A tức là những cái máy giá rẻ. Thì cái Xperia XZ này được bán với giá là 15 triệu đồng, một cái giá khá là hấp dẫn so với những cái điện thoại gần đây của Sony. Thì cái Xperia XZ này nó có những cái gì? Đầu tiên là các bạn thấy là một cái máy có thiết kế rất là liền lạc, đặc biệt là cái phiên bản màu xanh này. Các bạn có thể thấy là những cái đường nối mà dù chúng ta vẫn có thể thấy nhưng mà cái màu nó làm đồng nhất và chúng ta sẽ cảm thấy cái máy nó liền lạc và đẹp hơn rất là nhiều. Chúng ta vẫn thấy là Sony họ sử dụng rất là nhiều những cái đường cắt. Các bạn có thể thấy là cái phần kính 2.5D nó bị thấy rõ ở đây và khi mà cầm vô thì các bạn vẫn cảm thấy những cái đường G giữa những cái thành phần kết nối. Tuy nhiên thì cái thiết kế của cái XZ lại trở nên đẹp hơn và độc hơn. Nó vẫn có cái gì đó đặc trưng và truyền thống của Sony nhưng mà vẫn rất là hiện đại. Khi mà các bạn nhìn hình thì nó khá giống nhau nhưng mà khi mà chúng ta cầm lên thực tế thì cái thiết kế thon cũng như là sự khác biệt của cái máy này là có thể cảm nhận được bằng mắt thường. So với những cái điện thoại Sony X trong thời gian gần đây thì các bạn thấy là chúng ta có cái phần camera và cụm những cái cảm biến ở đây. Nó nằm khác biệt so với những cái máy Sony trong thời gian gần đây, nhìn rất là đẹp. Ngoài cái thiết kế thì các bạn có thể nhớ màn hình chất lượng rất là cao của nó. Ở trên cái sản phẩm này thì Sony họ vẫn sử dụng cái tấm nền Full HD nhưng mà họ tăng cái độ sáng lên khoảng gấp rưỡi cũng như là thay đổi rất là nhiều những cái profile màu. Khi mà các bạn nhìn trực tiếp thì chúng ta sẽ thấy màn hình đẹp nhưng mà khi mà các bạn nghiêng qua một chút thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy sắc đỏ xuất hiện nhiều và sau đó là xuất hiện nhiều hơn khi mà chúng ta nghiêng hết mức. Thì cái việc này không ảnh hưởng nhiều đến cái việc trải nghiệm màn hình bởi vì hầu hết chúng ta đều nhìn với màn hình nghiêng, nhưng mà nếu mà bạn có ý định mà xem phim thì các bạn nên nhớ là chúng ta cần phải nhìn trực diện như thế này chứ chúng ta không nên nghiêng hay là nằm thì sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng hiển thị. Sử dụng hai SIM Snapdragon 820 và 3GB RAM và bộ nhớ trong 64GB thì đây là những cái thông số khá là ổn đối với một cái điện thoại cao cấp. Tuy vậy thì mình vẫn mong muốn là cái máy này sử dụng cái bộ nhớ RAM 4GB hơn. Nếu bạn nào mà sử dụng nhiều thì các bạn sẽ thấy là cái bộ nhớ RAM 4GB nó có tác dụng rất là lớn. Nó giúp cho điện thoại chúng ta đỡ phải tải lại nhiều ứng dụng hơn và qua đó cũng tiết kiệm được nhiều pin hơn. Ở một số thị trường thì khi mà trong những phiên bản thử nghiệm thì mình không thấy là cái máy này có khả năng quay phim 4K. Khi mà các bạn chỉnh ở ngoài này thì cái độ phân giải tối đa vẫn là Full HD và 60:11. Tuy nhiên thì chúng ta có thể chỉnh về cái chế độ video 4K ở đây. Khi ở chế độ này thì chúng ta vẫn có thể chỉnh tăng giảm EV nhưng mà chúng ta sẽ không thể can thiệp nhiều hơn. Thì cái giao diện của Sony thì trước giờ vẫn là vậy. Đó, có rất là nhiều chế độ khác nhau để các bạn thử nghiệm. Thì cái camera 23 chấm ở trên điện thoại này thì cũng gần tương tự như những cái camera Sony khác. Tức là cái chế độ tự động thì nó vẫn không thật sự xuất sắc. Lúc trước thì khi mà thử thì mình thấy là nó ok. Nhưng mà khi mà ra máy thực tế thì nó cũng không quá xuất sắc. Và các bạn sẽ phải sử dụng những chế độ chỉnh tay để có chất lượng cao hơn. Những cái hình ảnh từ cái máy này thì cũng khá lộn. Khi mà xem lại hình thì mình thấy là bức hình được xử lý khá là nhiều. Một số trường hợp thì xử lý rất tốt, nhưng một số trường hợp là Sony họ đã xử lý nhiễu hơi quá, làm cho ảnh hơi bị bết lại. Ở trên cái máy này chúng ta có thể chụp hình tracking. Thì bọn mình sẽ chia sẻ kỹ hơn trong những cái bài về camera. Nhìn chung thì Sony Xperia XZ là một cái máy điện thoại rất là đẹp. Nó cho bạn một thiết kế hoàn toàn độc đáo, một cảm giác rất là cao cấp mặc dù thiết kế sử dụng nhiều thành phần cắt chứ không như iPhone hay là Samsung. Với cái giá 15 triệu đồng và đặc biệt là có rất nhiều quà tặng thì cái giá thực tế của sản phẩm này các bạn có thể mua vào khoảng 12 hoặc được 13 triệu. Thì đây là một cái máy flagship cao cấp rất là đáng tiền để sử dụng, đặc biệt với những ai mà thích màn hình nhỏ và có cảm giác cầm tốt với máy kéo dài như thế này. Rồi, xin cảm ơn các bạn.